Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì mình chia sẻ cái ví Demo Wallet này mọi người. Đó. Thì các bạn đăng ký thì cũng như bao cái ví khác thôi. Nhưng mà khi vô KYC, đây là phần KYC nè. Bạn vô lúc nào cũng phải KYC cái ví Demo Wallet này nha. Mà khi KYC thì bạn chuyển qua bên Remitono thì các bạn cũng vô đăng ký vô rồi cụm mật khẩu. Rồi bạn lưu cái cụm mật khẩu đó lại đó. Xong lưu cụm mật khẩu xong lúc đầu các bạn KYC thì bạn liên kết với lại cái sàn Remitano là nó tự KYC luôn, mình thấy không đó, mình KYC vô cấp 2 nó KYC luôn ha. Rồi mình quay trở lại trang chủ ha, mình thấy nè của mình thì KYC cấp 2 bên sàn Remitano bên cấp 2 đúng không. Thì khi vào qua bên cái ví Demo Wallet này thì nó chưa cho KC, mình sẽ thoát ra lại mọi người đó, mình sẽ thoát ra lại à, mình sẽ vô lại đây, thoát ra vô lại đúng không đó. Bây giờ đã KC level 2 luôn đó, thì nó như vậy đúng không. Khi mà để mà drop cái coin Burst á thì các bạn cần phải là làm cái ví này trước, xong đầu mới nhấn vô bên kia Arop để mà kết nối ví nó lẹ hơn, dễ hơn. Mình thấy mình làm mà mấy cái kia nó như vậy mình thấy nó dễ hơn, nó nhanh hơn đó. Trước khi mình cài C xong xong bắt đầu bước qua bên kia mình đăng ký cái phần kia đó, đây đúng không. Bây giờ bắt đầu tới mình sẽ đăng ký tiếp tục, mình sẽ đăng ký thằng Chrome nè, mình hay làm bên Chrome, mình dán rồi bắt đầu mình sẽ bắp lên đó. Thì bắt đầu các bạn thấy nè nó ha đó, mình sẽ làm từ đầu tới cuối cho mọi người thấy ha. Có kết nối ví nó hơi cực nha mọi người đó, thì cái này các bạn điền cái Gmail bạn vô đúng không, thì mình điền Gmail của mình vô rồi. Bây giờ là bắt đầu khi vô nó vô xác thực mình trở về cái Gmail của mình à, bắt đầu xác thực nè nha mọi người. Đây trên đây nè, cái Gmail của mình để xác thực nè đó, trên đây xác thực nè, xác thực ngay nè. Thì mình copy link của thằng này nè nha mọi người, mình đem đi dán vô trong cái ví Demo Wallet luôn nha, dán vô đây thử luôn nha. Mở trình duyệt của đi cái ví lên, dán vô luôn, dán vô trong đây luôn mọi người, vô đây xác thực trong đây luôn. Đó. Mình dán vô trong đó luôn phải không, mình vô Arop trong đó luôn đó, mình làm cái nhiệm vụ đây luôn nha. Thì cái này là mong muốn lợi nhuận của bạn nhiêu thì mình để chừng 89% thôi. Bạn có thể đầu tư bao nhiêu thì mình đầu tư chừng 20-30 triệu gì đó thôi. Thì mình nói hàng năm cái muốn tham gia thì top kênh đương nhiên ai cũng muốn tăng lợi nhuận, thì mình để tăng lợi nhuận, tăng lợi nhuận thôi đó. Vậy là cái hoàn tất nha mọi người đó, như mình bấm vô hoàn tất có được mấy đồng đây, rồi có 2 đồng nha mọi người. Cái kia mình làm cái được 9 đồng luôn, có cái làm 9 đồng, cái là 10 đồng luôn, cái này làm được 2 đồng ha. Đó đây đó đó, khi này là bắt đầu bạn vô đây là bạn kết nối ví nè đó, kết nối luôn nè đó, vô sẵn luôn hết chưa, nhanh gọn lẹ luôn, không có bao giờ khỏi cần bạn phải vô vô trong cái ví sao chép đưa vô trong ví xong bắt đầu là vô kết nối ví luôn là nó lên cái ví sẵn luôn, mình khỏi cần phải làm nhiều. Đó là cái cách nha bạn. Nếu mà các bạn đăng ký cái Arop kia trước bạn mất công cực lắm, mình thấy rồi, vậy là nhanh nhất luôn mọi người đó. Thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người thấy đó, đó là mình để cái đường link ở dưới, còn có mười mấy 12 ngày nha mọi người nè, đây là cái thời gian của nó còn có 12 ngày nữa nè. Đây ở đây là còn thời hạn Arop của nó, chương trình Arop của Brop Brasil ha, còn 12 ngày nữa thôi là nó kết thúc nha mọi người. Thì mọi người hãy đăng ký, trước khi đăng ký thì bạn hãy đăng ký cái ví, đăng ký cái ví Demo Wallet xong bắt đầu mới đăng ký cái này,
Rồi các bạn nhìn theo cái mình copy link cái mã xác nhận đó, mình đem vô trong cái ví demobilized, mở lên cái trình duyệt, dán vô rồi kết nối ví rất lẹ nha mọi người, nhanh lẹ luôn. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Rồi.